nhưng mà danh mục chúng ta khuyến nghị thì vẫn 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 xanh mà, vẫn xanh mà, đúng không ạ? Vẫn xanh đúng không? Hòa Phát này, Vinamilk này, thậm chí là nhóm thủy sản, dệt may, hóa chất, phân đạm thì đều đi ngược thị trường luôn. Đấy, đấy là những cái cổ phiếu mà chúng ta khuyến nghị có một cái sức mạnh tương đối là vượt trội, đúng không? Gil này, đúng không? Hòa Phát và Vinamilk thì ngày mai hàng về rồi, đúng không? Đó, đây mọi người nhá. Hôm nay mặc dù là thị trường điều chỉnh mạnh nhưng mà cái nhóm cổ phiếu chúng ta quan tâm thì đang rất là khỏe. Đây như VHC này, hôm nay thì nó pullback đường MA5, nhưng mà cái lúc mà thị trường hoảng loạn ấy, rất nhiều bác nhắn tin cho em, cho nên là em không không có tay để mà điểm mua ấy. Em chỉ điểm mua vội là SSI và HCM thôi. Còn VHC anh chị này, thì em rất rõ ràng luôn, anh chị yên tâm là những cổ phiếu em pick cho mọi người là đều có cái sự cân nhắc rất là kỹ càng. Thứ nhất là về trend nó khỏe, thứ hai là nó cái định giá nó rẻ. Thì kể cả trong trường hợp nó xấu hay thị trường nó không ủng hộ ấy, thì anh chị sẽ là những người mà mất ít nhất, cùng lắm anh chị bán hòa thôi, đúng không ạ? Đây VHC ngày hôm nay thì nó đóng cửa cuối phiên thì vẫn xanh này, đúng không? FRT thì điều chỉnh nhẹ một chút, đúng không? Rồi là Dabaco này, anh chị nhìn này, đúng không? Nó cổ mạnh, nó kể thị trường luôn đấy, nó chả quan tâm thị trường luôn, đúng không? Dabaco tăng 3,2 mấy, 23% luôn ấy, trong một cái phiên thị trường rơi gần 10 điểm, đúng không ạ? Rồi là Hưu Dệt May chúng ta này, đúng không? MSH này, HAH này, VOS thì xấu hơn, đúng không? HA thì vẫn tiếp tục vượt đỉnh ngày hôm nay, khi mà nó đã có rất là nhiều phiên pocket pivot ở trong nền rồi. Đó, đó là cái sức mạnh của cái việc chúng ta chọn lựa cổ phiếu nó kỹ càng, đúng không? Thậm chí là hôm nay thì em còn chia sẻ một cái bức ảnh là hôm nay thì em có một bác khách hàng, bác này thì bác rất là bận, bác làm về doanh nghiệp ấy, thì hôm nay thì thậm chí là bác cũng chả cần quan tâm về bảng luôn ấy, bác cũng chả theo dõi bảng được. Bác có bảo là hôm nay thì họp cả ngày không theo dõi được và không đặt lệnh gốc được ấy, đúng không? Thì em có bảo là hôm nay thì thị trường rung lắc tại cả tài khoản của bác thì không ảnh hưởng mấy, nó tài khoản vẫn xanh như bình thường luôn, nó chả ảnh hưởng gì luôn vì bác ấy cầm rất rất nhiều cổ phiếu khỏe ở cái nhìn này, đúng không ạ? Thì đấy là về cái quan điểm của em về phiên ngày hôm nay. Nhìn chung là khả năng cao ngày mai thì sẽ hồi nếu không có gì thay đổi, vì hôm nay một tài khoản rất lớn về MA20 giúp chân, đúng không ạ? Và đây là cái vùng hỗ trợ tương đối mạnh hôm nay mà hôm nay là thị trường nó đã làm được một cái điều mà chúng ta đã chờ khá là lâu, là thị trường nó lấp được cái gap vùng này rồi thì phải. Cái gap vùng chưa mọi người nhé, cái gap vùng 1118 thì chưa, nó còn một hai điểm gap nữa, nó còn một hai điểm gap nữa, nhưng mà em tin rằng đây là một cái vùng hỗ trợ tương đối mạnh khi mà rất nhiều lần về đây nó đã không thủng được rồi, đúng không ạ? Thì ngày mai với cái việc mà rút chân cuối phiên và rất nhiều cổ phiếu nó đã cưỡng lại được cái đà điều chỉnh ngày hôm nay, nó thể hiện cái sức mạnh của nó, thì ngày mai em tin rằng thị trường nó sẽ phục hồi trở lại, đúng không ạ? Thì nếu như thị trường phục hồi trở lại thì chúng ta sẽ chú ý những cái nhóm ngành nào. Thì đầu tiên thì em muốn nói tới là nhóm ngành chứng khoán đi, đúng không ạ? Tại vì sao hôm nay em lại điểm mua SSI, em điểm mua HCM mà lại không điểm mua VND? Thì anh chị biết là với những cái tin tức liên quan về cổ phiếu không biết là thật hay là giả, nhưng mà cái giá mà nó giảm là giá thật, thì em không thích đánh những cái cổ phiếu nó liên quan về 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 tin tức. Tuy nhiên ấy, với VND ấy, thì nó đã có hai phiên giảm rồi, đúng không? Phiên giảm đầu tiên là phiên giảm 1,5% này, phiên giảm ngày hôm nay là một phiên giảm gần như là kịch biên độ luôn. Thì nếu như ngày mai là có một phiên giảm nữa thì nó sẽ là ba phiên giảm liên tiếp, thì nó sẽ về cái quy tắc ba phiên của cổ phiếu, nó sẽ điều chỉnh đủ ba phiên rồi và về hỗ trợ mạnh ở đây thì các bác sẽ mua được. Còn hôm nay thì em chưa mua VND, thì khả năng cao ngày mai thì em sẽ điểm mua, đúng ạ? Và hôm nay mà em mua thì em chỉ điểm mua SSI và HCM, tại vì là hai cái cổ phiếu này ấy, nó giao dịch giá xanh cả phiên, thậm chí SSI sáng nay thì còn thậm chí là về đỉnh cũ luôn ngày hôm qua là giá 26,7, nhưng mà sau khi mà VND nó xấu thì nó cũng bị bán theo cái tâm lý của cổ phiếu đó. Thì cổ phiếu SSI thì cũng có cái sự rung lắc nhất định vào đầu phiên và cuối phiên, nhưng mà nó đóng cửa anh chị thấy là cái ý chí của tay to rất rõ ràng khi mà cổ phiếu không thể đỏ được luôn, họ đỡ rất lớn ngày hôm nay, rất nhiều hàng nhỏ lẻ họ hoảng loạn, hay là những ai mà không 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 có một cái tâm lý tốt hôm nay thì mọi người đã bán hết hàng cho lái rồi, em nhìn nó như vậy luôn. Thậm chí là phải là những người có kinh nghiệm và có vị thế tốt, hay là mọi người sẽ có một cái quãng thời gian đầu tư đủ lâu
thì mọi người mới có thể là em nghĩ là mình có thể giữ hàng được ngày hôm nay. Còn những bác mà mới đầu tư trong khoảng 1-2 năm từ lại đây thì em nghĩ là ngày hôm nay thì sẽ bán hết SSI luôn là bình thường. Thậm chí là sau khi bán xong thì lái họ mua hết, họ chấp nhận là tất cả cái nguồn cung ở đây, họ mua hết và họ giữ ở cái giá ở vùng này của cổ phiếu. Thì em tin rằng là với một cái nỗ lực mà giữ giá của SSI ngày hôm nay ấy, khả năng cao ngày mai thị trường nó ổn định trở lại và nó phục hồi trở lại thì SSI nó sẽ vượt đỉnh, nó sẽ vượt đỉnh mọi người nhé. Vì đây là một cổ phiếu VN30 chưa vượt đỉnh, Hòa Phát vượt đỉnh rồi, rất nhiều cổ phiếu VN30 đã vượt đỉnh rồi nhưng mà SSI chưa vượt đỉnh, đúng không ạ? Và ngoài ra thì có HCM, đúng không? Thì em sẽ mua, cái tư duy của em là em sẽ mua những cái cổ phiếu ở trong dòng của nó mà nó bị ảnh hưởng theo cái tin tức, chứ em không mua chính cái cổ phiếu đó ở trong cái phiên mà nó ra tin. Còn tất nhiên là sau khi ra tin rồi thì nó đã chiết khấu đủ thì chúng ta sẽ cân nhắc sau, nhưng mà ở trong cái phiên mà cổ phiếu đó nó ra tin thì em sẽ không điểm mua cái cổ phiếu đó mọi người nhá. Em sẽ điểm mua những cổ phiếu mà ở trong dòng mà bị ảnh hưởng theo thôi. Anh chị nhìn thấy là HCM này giao dịch giá xanh cả phiên, thậm chí là sáng nay còn vượt đỉnh rồi ấy. Em tin rằng là hôm nay mà không có cái tin tức của VND và thị trường nó không bị hoảng loạn vào cuối phiên ấy thì HCM nó đã vượt đỉnh lâu rồi, đúng không ạ? Nó vượt đỉnh lâu rồi đấy, nhưng mà hôm nay thì cuối phiên này nó cũng như SSI luôn, nó cũng bị hoảng loạn theo 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 VND, nhưng mà là họ chấp nhận tất cả những cái nguồn cung ở đây, một cái thanh khoản mà bằng cái phiên bùng nổ của trước đó của HCM luôn ấy. Nó rút rất là nhiều hàng, đúng không ạ? Em tin rằng ngày hôm nay rất là nhiều người bắt hàng HCM ở đây. Khi mà thị trường hoảng loạn thì em có bảo là mọi người không bán đuổi nữa, em bảo ở trên nhóm cộng đồng ấy, đúng không, bán thì về canh giá xanh chứ chứ đỏ em không bán, bán đuổi nữa em không bán đuổi nữa, em bảo là hoảng loạn thì em không bán nữa, em sẽ chờ phục hồi, đúng không? Thậm chí là cổ phiếu chúng ta đã xấu đâu mà mọi người bán đuổi làm gì, đúng không ạ? Thì là về tầm chứng khoán thì khả năng cao ngày mai thì mọi người sẽ chú ý, nếu như mà SSI và HCM vượt đỉnh thì em nghĩ là không không phải là điều gì nó quá là bất ngờ, em nghĩ là như vậy. Thì thậm chí hôm nay thì em đã điểm mua nhóm khách hàng rồi thì nó không không lưu ở trong cái Zalo này, chắc là nó sẽ lưu ở trong cái nhóm cộng đồng ấy thì phải, em tìm xem nhé, nó lại không lưu mọi người ạ. Hôm nay thì em có điểm mua SSI giá giá 23 chấm 26.2, còn HCM là giá 29.6, thì bác nào mua thì em nghĩ là cũng tương đối ổn đấy, tương đối ổn nhá. Một cái phiên mà thị trường rung lắc mạnh như vậy mà cổ phiếu không không đỏ được thì chỉ cần thị trường nó dừng chân thôi thì nó sẽ vượt đỉnh thôi, đúng không? Hôm nay là những cổ phiếu nào mà giữ được giá xanh hoặc là rút chân mạnh cuối phiên thì nó là những cổ phiếu khỏe. Còn những cổ phiếu mà điều chỉnh mà trên 3% mà thanh khoản nó bung ra lớn thì khả năng cao nó là những cái cổ phiếu yếu, đúng không ạ? Đây là về dòng chứng khoán. Còn nhìn lại thì có SHS này của dòng chứng khoán này cũng nó giữ quanh tham chiếu này. Nhìn chung ngày hôm nay thì chỉ có riêng VND nó bị ảnh hưởng thôi. Còn lại thì HCM, SSI rồi là SHS, đúng không? BSI thì nó chả ảnh hưởng gì cả mọi người. Nó chả ảnh hưởng gì cả, nó chỉ ảnh hưởng duy nhất vào cái khung mà khoảng 13 giờ đến đâu có khoảng gần vào ATC thôi, khoảng gần 2 giờ chiều thôi nhá mọi người nhá. Đấy là về cái quan điểm của em. Cái dòng thứ hai mà mọi người có phải chú ý vào ngày mai nữa là những cái nhóm liên quan về thép, đúng không? Thì anh thấy rằng là thép thì thậm chí hôm nay Hòa Phát thì nó cũng rung lắc rất mạnh ở trong phiên, nhưng mà cuối phiên thì ý chí lái rất là rõ ràng, nó kéo gần như cao nhất phiên và đóng cửa xanh điểm với Hòa Phát. Thì anh chị nhìn cái trend này của Hòa Phát thì nó không thể nào nói là cổ phiếu này đang xấu được, khi mà đáy do vẫn cao, đáy trước đỉnh sau vẫn cao, đỉnh trước đã uptrend rõ ràng luôn. Và em nghĩ rằng là với một cái phiên mà rung lắc mạnh như vậy mà với cổ phiếu này Hòa Phát mà không đỏ được, khả năng cao ngày mai thì lại giống SSI, đúng không? Khả năng cao là như vậy, ngày mai lại vượt đỉnh tiếp, chưa biết là Hòa Phát về đâu luôn mọi người ạ. Bây giờ là 27 rồi, có khi ngày mai kia là về Hà Nội luôn, là về 29, đúng không? Còn dòng này thì có Hoa Sen. Hoa Sen thì hôm nay thì ở test lại MA20, thanh khoản thì thấp mọi người thấy không ạ, đúng không? Thanh khoản rất thấp mới nhé, đúng không? Thì cho thấy là hôm nay thì chủ yếu là nhỏ lẻ giao dịch thôi, còn còn tay to thì họ chưa ra tay ngày hôm nay, đúng ạ, nó chưa ra tay. Thì Hoa Sen thì test là hai đáy bình thường của MA20 thôi, với kiểu Hòa Phát đang khỏe như vậy thì Hoa Sen là còn lâu mới chết, em biết là như vậy, đúng ạ, em biết là còn lâu mới chết luôn ấy. Nam Kim ngày hôm nay thì thậm chí nó rút chân rất mạnh luôn đấy,
từ đỏ 3% mà về chỉ còn 1% nữa thôi. Nhìn chung là ngày mai thì sẽ chú ý thép và đầu tư và chứng khoán mọi người nhé. Đấy là hai cái nhóm mà em nghĩ là hai nhóm tiềm năng vào ngày mai, thậm chí là ngày mai thị trường nó dừng chân thì hai cái nhóm này nó rất dễ là vượt đỉnh, nó sẽ phục hồi, thì bác nào cầm thì sẽ chú ý nhé. Ngoài ra thì đợt này thì em còn điểm mua thêm một vài cổ phiếu trụ nữa như là Vinamilk. Ở Vinamilk ngày hôm nay thì em điểm mua cho mọi người là giá 70.3 ngày hôm qua, thì bây giờ thì hôm nay xanh 1%, đang đang lãi đâu đó khoảng hai lai với Vinamilk, đúng không? Thị trường đỏ điểm nhưng mà cổ phiếu vẫn xanh. Cái kiểu này của Vinamilk khả năng cao thì nó sẽ có một cái nhịp nó vượt đỉnh nữa, đúng không? Vì cái trend nó rất rõ ràng rồi. Đây anh chị nhá, trend rất rõ ràng rồi. Và cổ phiếu này chưa vượt đỉnh, đúng không? Thì em nghĩ rằng là nó sẽ từ cái vùng này lên đây đâu đó khoảng nó vượt hẳn đỉnh cũ, đúng không? Thì chúng ta sẽ cân nhắc để mà chốt bớt, chốt lời. Vì cổ phiếu này thì em chỉ kỳ vọng nó chết đinh thôi, em không phải là cầm để dài hạn hay là gì nó nào cả. Vì anh chị biết đợt này thì em khuyến nghị mọi người là nếu như mà có thời gian ấy, thì mọi người sẽ chia tài khoản ra làm khoảng 2-3 phần. Người nào có thời gian thì sẽ chia tài khoản ra ra 2 phần, một nửa thì sẽ đầu tư trung hạn, sẽ cầm lâu một chút, còn một nửa thì nó sẽ chất đinh, thì nó sẽ là tối ưu nhất, đúng không? Là tùy cái thời gian của mọi người. Thì đấy là về quan điểm của em về phiên ngày hôm nay. Thì ngày mai thì khả năng cao là sẽ chú ý chứng khoán và thép, sẽ chú ý chứng khoán và thép, đúng không ạ? Còn lại thì những cái nhóm ngành khác thì em sẽ đi qua một chút này, như là nhóm dầu khí này. Dầu khí hôm nay thì có PVD thì test lại MA10. MA10 thậm chí là muốn test luôn MA20 luôn đấy. Thì đây là một cái hỗ trợ tương đối là mạnh của PVD. Đây là một cái nền giá mà trước khi nó bùng nổ lên thì test về đây thì nó cũng đã nó phục hồi trở lại, nó phục hồi trở lại mọi người nhé. Dầu khí thì PVD thì sau cái phiên mà bùng nổ của ngày mùng 4 tháng 7 xong thì bây giờ hàng về đang lỗ, hàng về đang lỗ, nhưng mà nó cái kiểu mà đang có một cái nền đang rất chắc ở đây thì khả năng cao là ngày mai nếu như nó test lại một lần nữa còn cái giá đỏ thì mọi người hoàn toàn có thể là thăm dò ở cái nền này của PVD được nhá. Nó bật mà gặp thị trường không ủng hộ thì nó lại về đền nó tích lũy thôi, đúng không? PVC này, PVC là pullback MA20, PVS thì hỗ trợ của nó rất mạnh ở cái vùng này rồi, là vùng khoảng 32, thậm chí là ai chưa có thì ngày mai cân nhắc được này, ngày mai cân nhắc được nhá. Nhìn chung là những cái dầu khí thì phân tích kỹ thuật nó hơi khó, bởi vì là cái nhóm này nó đánh nhiều lúc phi kỹ thuật lắm mọi người, đúng không? Nhiều lúc chả cần nền đâu, nó cứ đánh tăng dựng ngược, nó tăng chữ V luôn, nhưng mà nhiều lúc thì nền rất đẹp và mua thì nó lại rũ cho chạy toán loạn luôn đấy, dầu khí, đúng không? Với cái việc mà điều chỉnh nữa ngày mai thì nó sẽ là giảm 3 phiên rồi, thì khả năng cao nó sẽ là cái điểm mua an toàn cho mọi người nhé. Và rồi là PVB này, PVB ngày nó điều chỉnh không có vô.